Cả nhà thân mến, A Páo đã có mặt ở nhà. Hôm nay là cả nhà đã đi từ Đồng Văn về với thành phố Hà Giang. Đây, bác Tin đã về đến nhà bác Ngô Sĩ Tùng này, là bác cả trong nhà. Đây, bác Tin đây, con chào các bác. Con chào các bác. Đấy, đang mải xem tivi cả nhà. Đấy, đang mải xem tivi không để ý đâu. Bác thông cảm nhé, con đang tập nói. Cứ ọp ọp này. Các bác này, con đang tập nói nhá. Đấy. Đấy, ngồi chơi đây. Ngồi chơi với anh Trà. Đây cả nhà, đây là Trà này. Đấy. Trà là con cháu gọi là con trai của chị gái. Trà năm nay mấy tuổi thế? Mười mấy thế? Trà 16 tuổi. À, Trà cháu 16 tuổi rồi. 16 tuổi rồi. Đấy, đang học 11 thầy. Dạ, lớp 11. Đang học lớp 11 cả nhà. Đấy, nói dòng Nghệ An đặc sệt chứ. Đặc sệt luôn. Đấy. Chí Trà hay chứ? Trần Xuân Trà. Trần Xuân Trà nhé. Đấy, Trần Xuân Trà. Nào. Trà để ý bà Tin nhá, hồ cầu đấy. Chảy lung tung cả nhà. Nghịch lắm, bà Tin nghịch lắm đấy. Đấy. Hôm nay là có Trà là cháu Trà là ở Nghệ An ra, ở Nghệ An lên Hà Giang chơi. Cháu Trà thì đang học ở Nghệ An. Thế là cháu về rồi. Dạ. Thế là cháu Trà về thì hiện tại là đang ở nhà nội đấy, đang ở nhà bà cả. Bà Tin là đang ở nhà bà cả này, bà cả là đang đi làm, tí nửa đêm mới về. Đấy là ở trong ảnh là có bà cả này, cả nhà này. Đấy, anh bà cả này. Ui, chạy lung tung con. Trà. Chạy. Bà Tin chạy lung tung để ý cầu. À, cả nhà thân mến thì hiện tại thì cả nhà đi vắng này. Anh trai gọi là bà cả là Ngô Sĩ Tùng cùng đi công tác xa, chắc nửa đêm mới về. Chị dâu cùng đi công tác, nửa đêm mới về thì là cả nhà đều làm nghệ thuật cả nhà. Đây là ảnh của anh chị này. Đây nhà không có lấy ảnh ra giới thiệu. Đây là bà cả này. Đấy, bà cả. Đây là chị dâu ngồi bên này, còn hai cháu lớn thôi. Đấy, cùng học lớp 9, lớp 10, lớp 11 thôi. Đấy. Đấy, bác Sóng Sinh này, Ngô Thế này, Ngô Sĩ Thế này. Còn bà nội này là mẹ sinh ra A Páo này. Đấy. Còn bên đây là cốm này. cốm ngồi chơi này. Đấy, không gian ở trong nhà đấy. Trong nhà chỉnh đấy. Ở thành phố Hà Giang cả nhà nhé. Đấy, bây giờ cả cháu lớn thế đó này. Đấy, cả nhà này. Bà cả đẹp trai nhất này. Đấy. Hai cô công chúa này. Đấy, hai cô công chúa rất xinh gái này. Tên là Màu là chị này, Mịt là em này. Đấy. Bên này có anh này. Đấy. Màu là chị, Mịt là em này. Đấy, không gian này. Bà Tin nhá, cẩn thận nhá, không có ngà nhá. Nhà thì là ở thành phố Hà Giang luôn cả nhà nhé. Và bây giờ hôm nay là A Páo về nhà thì là xin giới thiệu với cả nhà là bà cả là làm phó trưởng đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang, còn chị dâu là làm bên thành phố, cùng bên nghệ thuật, gọi là bên gọi là chuyên ca này, đàn này, hát này, MC này, chị dâu làm hết tất cả các thể loại này. Anh chỉ là làm bên nghệ thuật cả nhà đều làm nghệ thuật cả nhà. Thế bây giờ A Páo đưa quý vị cũng trải nghiệm này. Ở sáu nhà, ở nhà có hai con tí hữu này. Đây có hai thân tí hữu đây. Tí hữu này là gọi là hũ tai lộc này. A Páo thì cũng không hiểu về tỳ hưu nhưng mà Chỉ biết là hũ tài lộc, có tài lộc, có tài lộc trong nhà. Đó. Nhà thì dài cả nhà, nhà như một cái to dài. Phòng này, phòng hai cháu này. Bật tin chạy theo, bật tin chạy theo bố. Đấy, bật tin chạy theo bố này. Đi, đi không? Đấy, nhà dài lắm cả nhà. Ở dưới này lấy bếp đây cả nhà này. Đấy, bếp. Bật tin ra ngoài này không? Đây, chạy. Ở sau này là không gian cà phê vườn. Đấy, một không gian ngồi ngoài mộc mạc này, rộng rãi cả nhà, ăn cơm ngoài đi. Đấy. Đấy, bật điện lên là sáng nữa. Để bật điện lên. Bật điện lên cho cả nhà ngõ coi. Coi có đẹp không? Đấy. Đây là có cả cá này cả nhà này. Cá đang ở dưới bề này. Buổi tối không nhìn thấy rõ nhá. Đó, đấy. Nhà dài rồng, có mấy bức tranh nhá, của vùng cáo này. Đây là phòng thu nha cả nhà nhé. Cả nhà, đây là phòng làm việc của bác Ngô Sĩ Tùng. Bác làm chuyên âm nhạc, thì là đây là phòng cũng rất là gọn gàng. Đó, đây, đây là cái ảnh đầu tiên quan trọng nhất của bác này. Đấy, anh cả của Ngô Sĩ Ngọc Á Bảo đấy. Đây, đây là lễ tốt nghiệp đại học chuyên ngành sáng tác. Đấy, chính quy khóa 2012-2016. Đây, bà cả của Á Bảo là đứng ở giữa này. Đấy, chị dâu đứng ở bên trái này. Rồi thầy Vinh đứng bên phải này. Đấy, là thầy là dạy bác Ngô Sĩ Tùng này. Bây giờ bác là phó trưởng đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang, thì là một bước ngoặt rất là lớn trong sự nghiệp âm nhạc của bác Ngô Sĩ Tùng, là có nhiều bài rất là hay về sử nghề cũng như là về vùng cao là chính, còn sử nghề thì bác thỉnh thoảng viết thôi. Đấy, xem bằng khen của bác này cả nhà này. Đấy là bằng chứng nhận Hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 2009, huy chương bạc, huy chương bạc mơ về Hà Giang, Ngô Sĩ Tùng và tốp nữ, đơn vị đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Đấy, huy chương bạc cả nhà nhá, huy chương vàng này, lên đường này, huy chương vàng lên đường, sáng tác phối khí Ngô Sĩ Tùng này, biểu diễn này, Minh Thịnh này và tốp vô cá này. Đấy, liên hoan tiếng hát đường chín xanh này 2019 này. Đấy, ở trên này là cái giải Á này, giải thưởng văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh này, giai đoạn 2010-2015 này. Đấy, bên này là bằng khen giải Á này, Hà Giang mãi tự hào này, Ngô Sĩ Tùng này, chi hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang này. Đấy, mơ về Hà Giang bên này, giải Á tiệp này. Đấy, bên đây này, đàn tỉnh này. À, bạn này chú Thạch này ở Tuyên Quang thì cũng có đi thi cho đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang này. Ở dưới này là đạt giải Á này, ôi rồi chuyên ngành âm nhạc, giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Cái này là bằng khen Ngô Sĩ Tùng, đoàn nghệ thuật nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng đã có thành tích xuất sắc trong liên hoan ca mối nhạc toàn quốc 2021. Đấy, cái này đi là Ngô Sĩ Tùng giải Á này, loại hình văn học nghệ thuật này. À, cái này Á Bảo không biết mấy. Cái này là huy chương bạc này, liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 này 2012 này, ca khúc Giai điệu Cao Nguyên Đá này. Đấy, Giai điệu Cao Nguyên Đá được huy chương bạc cả nhà nhé. Trên này là bài Đời Nàng này, Ngô Sĩ Tùng này, đoàn nghệ thuật quân chủng thành phố Thái Nguyên này, bài Đời Nàng này của bác Nông Xuân Ái này, 2004 này, lâu lắm rồi cả nhà này, huy chương vàng nhé. ca khúc là Chừng Nhần, Xuồng Chờ này, Ngô Sĩ Tung này, Gian Rừng Phương Thủy này, Huy Chương Bạc này, Liên Hoan Ca Mùa Nhạc Toàn Cuộc 2018 này. Đấy. Bên này là giải thưởng âm nhạc 2019, giải khuyến khích này. À, lâu lâu mới có giải khuyến khích này. Đấy, Huy Chương Đồng này, cái này. Huy Chương Đồng là Ngô Sĩ Tung tốp ca nữ và tốp múa nữ này. Khảm Hải Vượt Biển, Khảm Hải Sống Trên Đá Thác Về Với Đá, Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Hà Giang. Năm 2021 này, mới đấy này. Đấy. Giải B này, Xuống Chờ Ngô Sĩ Tung này, ca sĩ Minh Thể này, Đoàn Văn Công Quân khu 2 Liên Hoan Âm Nhạc Toàn Quốc đợt 1 khu vực phía Bắc 2018 này, bạn Minh Thể này này, Bảo Biệt này, bạn của mình này, này Minh Thể nhé, Xuống Chờ này, Bằng Khen Ngô Sĩ Tung này, đấy. Về Tám Đảo Nhớ Em này, đấy. Huy Chương Bạc này, Liên Hoan Ca Múa Toàn Quốc 2018 này, đấy. Về Tám Đảo Nhớ Em này, Huy Chương Bạc, đấy, 2018 này, rồi giải B là Bằng Khen giải B Hương Chè Pin Hò Trà Mến Yêu Ngô Sĩ Tung. Cả nhà có nghĩa là một loạt giấy khen rất nhiều, cả nhà tréo nặng tường luôn này. Hai giày này, bên này là hai giày này, rất nhiều. Bảo thì cũng một số ít thôi, còn phía bên này là chi đây, nhiều không? Bên này cũng rửa này, nhiều quá không đọc, đọc liệt luôn, cực kỳ nhiều vào nhà, toàn bằng khen này. Đấy. Rất nhiều bằng khen này nha. Đấy, phòng đây là ảnh của cả gia đình anh chị này. Đấy, hai anh chị và hai cháu này. Đây là máy tịnh nha, máy cấy để rừng này. Đấy, mic thu âm này. Đây là cái làm nhạc đấy, gọi là keyboard. Cả nhà thân mến, thì là hôm nay là A Bảo nói dòng Nghệ An để mọi người cùng gần gũi hơn. Còn biết là A Bảo vẫn nói dòng Nghệ An, nếu mà A Bảo mà không nói dòng Nghệ An nữa này, mọi người nói là A Bảo mất gốc. Thì thôi hôm nay sẵn lòng là nói chuyện với mọi người để mọi người biết là A Bảo tuy là xa quê hương nhưng mà vẫn nhớ dòng Nghệ An y xí đúc luôn, không trượt câu mố, nói dòng nghề chỉnh cộng luôn, nói rõ ràng làng xóm luôn đấy. Đây là thực ra đây là những cái thành quả mà anh cả của A Bảo đạt được trong những năm vừa qua. Từ anh cả là sinh năm 1980, canh thân là một người anh cả đã đưa A Bảo lên với Hà Giang này. Khi mà A Bảo vừa học ở Nghệ An xong, lớp tốt nghiệp cấp 3 ở Nghệ An xong là anh cả đưa A Bảo lên Hà Giang. Là khi mà lên Hà Giang rồi thì A Bảo là đi thi ca khúc là Gửi Em Chiếc Nón bài thơ ở Đoàn Nghệ Thuật tỉnh Hà Giang. Sau đó mới lọt vào để thi đỗ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Sau đó A Bảo học ở Thái Nguyên 4 năm là về chuyên ngành thanh nhạc. Sau đó là anh lại hưởng cho A Bảo là lên Đồng Văn, và đến bây giờ thì A Bảo là đang làm tự do. Thì hiện tại là những cái công sức của anh chị ngày xưa đã nuôi A Bảo này. Ngày xưa anh chị là vì bố mẹ ở quê ở Nghệ An khó khăn, không thể nuôi A Bảo được, không thể dạy, không thể gửi tiền cho A Bảo ăn học đầy đủ được, cho nên là A Bảo phải lên nhờ anh chị nuôi nấng A Bảo. Những cái ngày tháng mà 4 năm ở Thái Nguyên thì A Bảo cũng tiêu, nói chung là cũng biết tiêu tiền, cả nhà cũng khá biết tiêu tiền, nợ nần cũng nhiều mà cũng bị lừa nhiều. Ngày xưa có cái chương trình là Thiên Ngọc Minh Uy, thực ra thì bây giờ mới nói nhỏ là A Bảo ngày xưa bị lừa một vụ là đi cầm chứng minh thư cầm bằng cấp 3 để lấy được 3 triệu đồng mua một cái máy ozone để về là rửa rau thật sạch này, sau khử khuẩn các kiểu rồi vân 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 vân. Là ngày xưa là bị lừa một vụ là cảm bằng là bị nợ tiền lại hàng tháng, một ngày là 5.000, 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, một ngày 15.000. Sau đó nền nửa năm dồn lên 1 đồng là áp áo nợ 1 đồng luôn. Thế có để là ngày xưa là bị lừa là Thiên Ngọc Minh Uy là công ty sinh lời. Đó, thôi cả nhà thân biệt, A Bảo xin phép được khép lại video ở đây. Đây là cái chia sẻ của A Bảo với mọi người, là để mọi người biết là trong gia đình của A Bảo là hầu như là làm nghệ thuật. Anh cả làm phó trưởng đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang, chị dâu là làm ở trung tâm văn hóa thành phố. Anh sinh đôi song sinh với A Bảo là làm ở Su Phi mới chuyển về huyện Vị Xuyên, còn một anh làm ở Bình Vàng là bên công ty, còn một chị gái ruột là ở quê Nghệ An, quê Bạc. Tất cả là có 5 anh chị em, thì là A Bảo là út. Thì là hôm nay là A Bảo chia sẻ với mọi người lại đây không gian âm nhạc của người anh cả của A Bảo, thì để mọi người biết có những tác phẩm của A Bảo hay hát là mơ về Hà Giang, với những ca khúc về Hà Giang thì có một số là của anh cả của A Bảo. Một lần nữa A Bảo chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Một sáng chào cả nhà nhé, chờ đợi mơ về và ca khúc mới của A Bảo gửi sáng tạo cho anh Quang Lê là em là cô gái anh thương nhé cả nhà nhé. Chào cả nhà. Mù say say lò say say, mù say say lò say say, hầu chưa hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đã xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống